Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay mới đi Bạc Liêu về, có mua một ít cua với một cá. Chiều nay mình làm món gì vậy đây à? Mẹ, bữa nay con cho mẹ với ba quyết định. Ba là dành con cá đó là ba nướng rồi đó. Còn cua là của mẹ đó. Thôi giờ cua mẹ xài giấm ăn đi. Bà Sáu giả bộ quá cả nhà ơi. Tại vì đã chuẩn bị nguyên liệu sẵn hết trơn là nhìn là biết xào giấm rồi. Cá cam. Cá cam phải không mẹ? Cá cam. Con cá này nó rất là tươi luôn á. Hồi sáng mẹ mua là ghe ngoài mẹ biển mới vô. Ghe vừa vô là mẹ mua luôn á. Mẹ mua mẹ đi mẹ Nam Hải, viếng mẹ Nam Hải ở Bạc Liêu á. Mẹ mua cá cam nè. Rồi cua. Tối nay gia đình mình sẽ làm một bữa tiệc nhỏ nhỏ. Chốt lại là ba sẽ nướng cá. Còn mẹ thì sẽ bữa nay mẹ sẽ trở lại nha cả nhà. Mẹ sẽ làm cua xào giấm. Ở đây thấy mẹ có sữa sạn nè. Cải đỏ, dưa leo, bắp. Bây giờ còn thiếu cà gió mà thôi. Giờ mình có gì mình làm nấy đi. Còn cái phần ớt xanh với lá chanh là của Hằng. Hằng sẽ làm muối ớt xanh. Tại vì ba rất là thích cái nước chấm này. Ăn hải sản là ba sẽ chấm cái nước chấm đó. Ba giờ chắc đang tắm rồi. Thôi giờ con làm cá cho. Con làm cá nha. Rồi. Để hồi Giang với ba xuống phụ mẹ làm cua. Rồi. Cá ngon ghê. Bữa nay gia đình mình ăn tiệc tối. Ba đang đốt than để nướng con cá. Đốt chào gì? Ba. Chào cả nhà. Mình đốt gì đâu mình gấp vô nó. Khoe với cả nhà luôn nha. Bữa nay mình khai trương cái lò nướng luôn. Đây. Mới này mới nướng sao đây. Cái lò nướng này Hằng mua 850.000 đó cả nhà. Mới cáo luôn. Nướng vậy cái mình gấp cái dĩ đó của mình để vô đâu. Là ba đốt ở ngoài vậy hả? Cá đó mình nướng gì ba? Nướng mỡ hành đi. Nướng mỡ hành ha. Cho mấy em bé rồi. Cua thì mẹ xào giấm. Rồi gia đình mình đông đủ rồi cả nhà ơi. Chào cả nhà. Út thấy gì chưa Út? Thấy rồi. Chào cả nhà, thấy càng cua quá bự. Bữa nay mình đã được ăn cua Út ơi. Chuyến này chị Sáu tài trợ chương trình này. Ok. Rồi con cá này là con có ý tưởng là sẽ dùng lá nghệ quấn nha. Thay vì mình dùng giấy bạc á, mình không có giấy bạc thì mình nướng bằng lá nghệ. Giang với Út coi quấn đi. Dạy như chút nữa đi. Chưa. Rồi, bỏ lên đi. Đây là dây này nè. Này có nhóm của chú rồi. Chú lúa qua nữa cả nhà, nhưng mà nãy giờ chú lúa với lại mọi người đi bắt chuột rồi, giờ đang làm chuột bến hả Dũng? Đang làm chuột. Làm chuột đi, chút xíu mình làm xong đi rồi mời mọi người qua thưởng thức luôn. Mẹ đang làm gì? Trụng sơ ba cái bắp này mình xào cho nó nữa. Dưa leo với cà rốt có trụng không? Trụng cà rốt còn có dưa leo thôi. À mẹ trụng sơ trước nha cả nhà, mấy cái này trụng sơ trước. Tại vì cái món xào giấm này là cái món của mẹ. Mẹ thích ăn cua xào giấm cực kỳ luôn. Nhiều lá đủ không? Đủ rồi. Nói hai chú cháu mình đứng gì mình cọt mình cầm gì mình nướng. Cái này luôn. Mình quấn mình nướng xong rồi một hồi chín cái mình ra mình phết mỡ hành đậu phộng lên. Ăn sương sương buổi tối. Thôi chú cháu bữa nay cầm gì nướng luôn. Gì? Vậy? Gì nướng này nó mới ngon, cá nó mới ngon. Để xuống đi hơi. Rồi. Còn bữa nay mình còn một món quà đặc biệt của một khán giả ở ngoài Bắc nữa. Mà chưa bật mí cho chú Út biết đâu. Một hồi chú sẽ biết thôi. Chú sao cũng biết rồi. Cá cam nướng lá nghệ. Cái lọ có nắp đậy luôn. Để vô đi. Để chưa để gì để gì. Tụi mình chảo bẹn thôi cái này cho nó chịu giữa tháng cái... Con cá nó đã nằm gọn trong cái đám lá nghệ này. Không thơm. Lá nghệ không thơm bao giờ. Vừa để lên là nghe thơm liền luôn chạy. Mà con sợ hỏi cá nó dính vô lá nghệ không ta? Không có, nó giờ mình ướp bằng hành phải không? Không có ướp. Chỉ là chừng nào nó chín một hồi mình mới chi mới hầm lên. Phải là phải thà dầu thà mỡ gì cái lá trước nó không dính, giờ nó không dính. Hy vọng là con cá nó béo nó ra mỡ. Thôi vậy đi. Ủa mình không ướp ra hả? Con thấy cái này đâu cần ướp đâu. Ừ, đúng rồi. Cái này nó cái này nó giữ đồ ăn phát lên. Không?
đứng ngoài này nướng gì nó mát hơn cho trong trời này, trong trời nó hầm. Vì chỗ đó mình dựng kính nó hầm ra mồ hôi lắm. Thơm quá, thơm nó ngậy quá. Này bóng này nè. Thay vì người ta sử dụng giấy bạc mình đây mình nó quên có giấy bạc, mình có lá nghệ mình xài lá nghệ. Đẩy giờ nếu như đẩy cũng được có sao đâu. Đẩy vô. Mình phải chở bền chứ. Có gạch gì. Không có gạch gì lắm. Cái kiếm cho mẹ. Mình làm sò giấm ba con bự à. Gạch lại. Có gạch nhưng cũng ít chứ không nhiều nha. Này cái cua đực mà đâu có gạch nhiều. Chị làm mỡ hành luôn đi nha. Tới khúc cuối là chị làm nước chấm. Nè hành nè, cho miếng hành nữa nè. Hết này luôn phải không? Hết luôn. Nhiều mà ăn cá bự mà. Cá đó 1 ký mấy quá mẹ? Ký mấy đó. Mỡ hành là không có để gì hả chị hai? Làm giống như mỡ hành hôm bữa cưng nương làm cà nướng á. Nãy giờ con chưa làm món này nhưng mà con có ăn mẹ làm mà con chưa làm. Phải chặt ra vậy hả? Ừ. Cái nhỏ. Còn cái này thì đặt dịch dịch nó mới thắng. Cua thịt lúc luôn cả nhà ơi, mẹ mua cua này ngon quá trời. Còn con cua này nó đen xì lì. Cua này không biết sao mà nó đen dữ. Trời ơi, dơ bẹt ông mạc ơi, không có gì chân đây bột lỏng à. Sao kỳ vậy? Bởi cái ông đó ông nói đúng nha. Ông nói cưng đừng có mua cái đó, con đó nữa không ngon mà thấy nó vàng khè, nói rồi nó già dữ lắm. Thì mẹ sẽ tiếp tục là tách ra rồi hai cái càng đập dập 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 vậy hả mẹ? Ừ. Ba con làm vậy trơn luôn. Ba con làm vậy đó. Nước giấm này mẹ để miếng đường nữa hả? Đường. Mẹ đang pha à. Nước giấm. Kiếm gì? Muối mẹ hết rồi. Nhiều đó chắc đủ mà, không ai xài nước mắm đi. Vậy gì để miếng chắc được. Không biết con cá nướng của ba với chú mỏi sao rồi nữa. Ngọt. Lắm mà để bột ngọt có nướng chua. Sắc ớt đi vô. Nè cái dao này mẹ. Giấm mẹ cho đường, cho gia vị vô rồi giờ cho thêm ớt vô nữa. Mấy cái này là bắp non với lại cà rốt mẹ đã trụng sơ rồi. Có hành tây nữa. Đây là cái tỏi hằng ngâm với dầu để dành mình sử dụng. Ngon lắm cả nhà, thơm lắm. Tinh dầu tỏi nó ra, mẹ lấy cái dầu này hồi xíu nữa lấy cái dầu này mẹ xào đi mẹ. Ừ. Cài dữ vậy. Nhiều ớt thế. Màu cho đẹp chứ. Từ ngày khai trương chòi tới giờ đây là lần đầu tiên mẹ xuống chòi nấu. Bữa nay tối hỗ trợ bé Hằng bữa. Hôm nay mắc giữ em bé không à. Bữa nay nè, một cổ cua luôn ba con mà làm ra quá trời nhiều. Ba con này là hơn 1,5 kg luôn á.
mẹ mua cua này là cua rẻ tiền, còn cua mà cua kia nó mắc tiền lắm. Nhưng mà thấy cũng ngon mà, thịt không à? Được mà cua loại cua này rẻ tiền. Nhiêu ký? Cái này 180. 180 ngàn hả? Ừ. Ủa rẻ thiệt. Cua này cua rẻ nè, còn cua kia nó tới 350 là cua gạch cua gì á. Cua hai da hả? Rồi bắt đầu lên bếp mẹ ơi. Con cũng thèm dữ lắm cái món này rồi. Lấy cái muỗng. Rồi nè, làm đi. Mẹ thấy con làm này thuận tiện không? Tiện ghê. Mà nó thơm đó, mẹ thử thử cái dầu đó coi, thơm cực kỳ luôn. Cái tỏi nó ra. Cái này phải dành mình đường. Rồi, cho cua vô, xào lên, quá thơm rồi. Mẹ cũng để một chút gia vị vô cho nó thấm vào. Cho chút đường vô đây. Tại vì trong cái nước giấm mình cũng có gia vị rồi. Xíu đường với xíu hạt nêm thôi. Ừ, cho nó hạt nêm vô. Này mình cầm đi thêm một nước giấm mình cũng có đồ hết. Này mình chỉ cho đường với lại miếng cờ no thôi nha cả nhà. Mình hạn chế muối đi, tại vì hải sản nó mặn, sợ nó mặn. Nó cũng đã ngã màu, mình để này vô hằng ơi. Ghê, ngã màu. Thế, nó ngã màu vàng rồi đó. Cho dấm vô đằng để cái kia vô. Dấm này chua dữ không? Chua mà ngon lắm. Mình làm cho uống bằng nước dừa nè. Ba dấm này mình cho uống nước dừa. Dấm này nhà mình nuôi luôn nha cả nhà. Đụng lửa luôn. Rồi chừng nào mới bỏ mấy cái rau củ vô mẹ? Cho cái này nó sâu. Cua chín hả? Cho cái này nó sâu lên cái cho nó chín cái làm mày để cái kia vô, bị cái kia mày trụng nó cũng chín thôi. Bây giờ mẹ nấu cho cái này nó sôi đều lên. Cái phần cua này nó sôi đều lên. Rồi là mẹ sẽ bỏ rau củ vô. Mình thưởng thức thôi cả nhà, tại vì cua nó cũng nhanh chín á. Cua tính chín là mẹ để cái này vô hằng ơi. Để bắt trước coi. Thơm. Bắp này là mẹ cũng trụng nè. Cái nào mẹ không trụng chắc con nghĩ là cho lượt luôn được hết sợ. Chín hết trơn rồi. Ờ thôi cho vô lượt luôn. Cái này mẹ trụng hết trơn, này xào xào lại là cái này ăn đồ bổi cũng ngon. Rồi được rồi. Củ hành đồ để chung cái một. Rồi, món của mẹ đã hoàn thành. Cho nó nóng lên cái là xong. Rồi, cho nước con gạch. Ờ, gạch quên, nó hay nãy giờ mẹ quên. Cũng ít gạch thôi, chả không sao. Cho nó im, cho nó chín. Đổ nó xuống cái đáy lên, cho đáy chảo cho nó chín. Cái đó đang lẽ nãy mình xào á. Đúng rồi,
cấp khử nè. Khử nữa là cho gạch vô khử á. Quên. Rồi mình đem coi cái nướng thôi. Tâm chuột xong rồi hả? Ba la xong. Lời. Rồi. Dạ xong rồi. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Bữa nay cho giặt qua tới Tân Công Xính nữa. Lâu qua thăm bé hàng người kia. Con cá này đố xong lá đó là lá gì xong? Chuối. Lá chuối, lá gì đó. Lá gì? Nhìn. Nhìn kiếm, nhìn kiếm. Giống như lá gừng mà không phải lá gì. Đừng nói lá bưởi, tôi xỉu liền nha. Lá diện hay gì? Hình như tựa gian vậy. Phải không? Phải không? Quê, lá cũng gì quê. Như nó tựa gian vậy. Sai rồi. Chưa đúng nữa, nó chỉ giống rồi. Giống rồi. Ừ, nó giống rồi. Lá gì ta? Chín chưa gian? Chín là chỉ hai khúc này chín nhưng mà chín thì cho nó ra đi, mình vô chổng mình chim ở hầm vô. Ủa cái này lá gì trời? Chưa để em ở đây có trồng cái gì? Vậy thôi hỏi này quấn gì luôn. Chín hết trơn ơi. Cái đuôi này cho cái đuôi không nữa. Kéo cái đuôi này vô cho nó ráo cái đuôi này nữa là được nè. Đúng rồi đây chút. Đúng rồi. Đây còn dư nè. Đó, lụm mình đó. Lá nghệ. Hồi nãy có đậy hầm mà đậy cái nắp này không? Có, đậy hai bài luôn á. Có gì đã chín rồi đó. Chín đó. Ở trển món của mẹ xong rồi đó, tôi chuẩn bị sẵn sàng cho rồi đó. Có cái dĩa nướng tiện lợi quá ha. Cái kìa. Nó đâu có bị cháy hết bả lá đâu ha, còn mà đúng không? Vô chòi đi rồi mình xử lý sao. Dính gì vậy? Dính gì trời. Trời, bả đã xong không biết nóng cái gì trời. Vậy lời. Trời vô chòi, vô chòi đi. Con này sao chứ ha? Dư hàng quá trời luôn rồi. Để cho cháy luôn đi chứ sao. Thôi để em lấy thăng nước một chút. Đúng. Kêu ba mẹ xuống luôn nha. Rồi phải không? Rồi đó. Con đã chuẩn bị muối ớt xanh sẵn sàng cho ba. Con vợ cái ham thôi. Đó, chạy lá. Xong rồi nó không cắt bớt cái để đi là hết sao? Ừ. Để đi lấy kéo hết sao? Rồi để luôn. Để ngang qua xong. Ừ. Không bị dính gì luôn á. Trời ơi, để gì luôn, để gì luôn. Trời, mở hành nè bơi, mở hành đậu phộng nè bơi. Đã luôn, cả nhà. Ngon. Lóc lóc thôi xong. Cá béo mà, nãy ba sợ dính con nó, cá béo. Nó ra mở, ra mở. Chi hai bên hay một bên? Chi đừng bên hả? Cái này mình trả lên bên đi rồi chút xíu, mình ăn lúc trước cũng vậy à. Hất dụng cái gì? Rồi mình hất dụng dụng luôn. Tớ xong biết cái này cái gì? Cam. Hay quá. Cái cam luôn. Tại vì sớm giờ nó. Có mình để tràn xuống dưới đây nè, cái hồi cái nó thấm dưới luôn à. Ừ, nè. Mỡ hành, đậu phộng. Quá thơm. Thơm ngon tới giọt cuối cùng cả nhà ơi. Cho hai bên nữa ta nữa xong. Ngon rồi. Cái này mà hai ba ly rượu trắng lai gai ha. Chịu gì thế gì chịu nổi. Rồi, chuẩn bị hưởng thức thôi cả nhà ơi. Bữa nay mình có một niềm vui nho nhỏ. Hello chú hai. Em cả nhà. Có một khán giả, em xin cảm ơn anh Hải ở Thái Bình tặng cho em hai cái tấm bảng bông lúa Đồng Tháp. Cái này là ảnh có nhã ý là ảnh làm tặng cho mình rồi mà Hằng lên ý tưởng cho ảnh làm nghe cả nhà. Ở Thái Bình ảnh gửi vô đây á. Vậy thôi mình treo tấm bảng nhỏ đây đi rồi tấm bảng bự. Không, cái tấm này Hằng treo trong chòi, còn cái tấm đó là chừng nữa sẽ treo ngoài cái cổng đi vô. Và bây giờ ba sẽ treo cái tấm này trước đi. Đấy wifi luôn nè. Wi-Fi chưa có. Còn cái tấm này. Cái tấm này. Thì Hằng sẽ treo ở ngoài cái đường đi vô chòi á cả nhà, đường cái cổng vô á, nhưng mà cái này để từ từ ba làm sau đi. Bữa nay thì treo cái tấm này trước. Đẹp hả chú luôn. Em cảm ơn anh Hải rất nhiều nha. Sẵn tiện đây mời anh Hải cùng thưởng thức bữa tiệc nhỏ với gia đình luôn. Bữa nay có nhóm chú Hai Lúa miền Tây qua chơi. Đẹp thiệt. Treo lên đây nhìn đẹp thiệt. Đây cả nhà, gửi quay cận cảnh ra cho cả nhà coi chưa? Đẹp lắm anh Hải ơi. Phành phành nữa. Đồ bữa nay gắn cái bảng này lên đẹp hẳn luôn. Một lần nữa em xin cảm ơn anh Hải rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều luôn. Mời anh cùng hưởng thức bữa tiệc tối với gia đình em.
cam quấn lá nghệ nướng chín xong quét mỡ hành đậu phộng. Cua biển xào giấm món ăn của mẹ. Mẹ nãy con quên gãy tiêu lên rồi mẹ. Không để được không? Rồi, có ớt cay lắm rồi. Thôi đi. Gì cũng được rồi. Cây muối ớt xanh này là tụi con làm đó nha chú hai. Trời ơi, mời gia đình mình cũng thưởng thức. Mời cả nhà. Trời đang. Rồi, 2 3 vô. Mời cả nhà luôn nha. Cả nhà luôn nha. Chiều giờ chú hai qua đây nhưng mà do chú hai quay clip buổi tối á cả nhà, cho nên là nãy giờ mọi người vừa mới làm chuột xong đúng không? Ừ. Chuột xong rồi qua đây liền. Chú hai. Nhào. Nhào. Trời đang giông bão. Rồi hướng thức đi cả nhà. Cá này sáng chị mua rồi. Thứ hai ba lá xong rồi hướng thức đi. Đây nè, đây nè, đây nè. Hướng thức cá đi. Cái thịt nó ngọt làm sao đâu. Đó, xong rồi. Rửa sao sao chút. Chỉ có xong thôi. Đặc biệt là cái lá nghệ này nè, khi mà để lên nó thơm chịu không nổi luôn. À, đừng đừng bánh bự quá. Ngủi, bánh bự quá. Nó còn khói. Nè, bây giờ tới dài rồi quay. Mình mời chủ nhà cá đi ha. Mời chủ nhà trước cái. Lấy giúp cái này đi. Nè. Ủa? Lớn nhất ở đây. Lớn nhất ở đây. Mặn không sao? Không. Không, không, còn chấm nữa. Không, cái này công nhận là lớn nhất ở đây là đúng rồi. Mẹ lớn tuổi nhất ở đây. Mấy tuổi mà. Ủa? Ủa, chị đâu lớn tuổi bà? Lớn hơn ba một tuổi. Còn nữa đi hả? Ý. Ý. Không có ai mà trẻ. Không có trẻ gì không quá. Không vui lắm cả nhà. Mỗi người đều miếng hết nha. Ủa quên nữa. Quên nữa. Một, còn thiếu một người. Thiếu Muôn. Muôn. Đúng rồi. Muôn đi Hà Nội rồi. Trời trời. Cái này cho Muôn rồi. Cách ly quá. Muôn cái này đi đám cưới ngoài tặng ngoài Hà Nội á. Đi Hà Nội về cách ly à. Trời Muôn. Xong. Muôn đi xa quá. Mời cả nhà luôn nha. Không. Không, cái này cứ ăn lấy vậy thôi chứ không phải vị. Chấm ngon quá ha. Nước chấm biết ai làm không? Mới ngày quảng cáo nãy rồi. Mới xanh này con ăn tự con làm không à, con không có mua. Lá chanh hơi chút được không? Lá chanh. Chị hai làm nước mắm nước ngọt. Chú Thông ông nói là chấm hằng hai món. Cá kho tiêu với lại món nước chấm này nè. Này ngon cá ngon. Đâu? Dạ. Cái nước chấm này là chấm cá ngon với chấm ngon luôn. Hải sản là chấm được. Cá này ngọt quá. Cá tươi mà thịt nó bùi hết chị. Thịt nó dẻ ha. Ba đâu qua thưởng thức thử cái món của mẹ coi. Nhớ khen anh. Chưa ăn nó trước. Chưa ăn hết trơn mà. Cái đánh mình thiệt tình. Nó ngon dở nó dở rồi. Có làm nó thiệt tình. Rồi gấp. Có bà ăn địa làm chứng. Thôi gấp đi. Đó, đúng rồi đó. Nên mọi người ăn mà mình phải cắn móng tay. À, sao? Okay. Sao căng dữ vậy chị hai? Để ba nói. Làm sao mà bữa nay nghịch với mẹ là tiêu luôn. Thôi làm miếng đi. Tạm được. Tạm được. Tạm được chứ chưa được hả? Tạm được. Tạm được. Ví dụ gì mà tạm được là sao thế? Trời ơi, canh có đều gì đây hả? Đâu có, đều nghe. Cái ly nhỏ hay gì á. À, ly nào là cũng ly. Thấy không? Nào cũng ly hả? Cái này bự hơn hay gì á. Qua cả nhà. Rồi nên nói em thử cái món chị Sáu làm đấy cho tao. Thử đi xong. Không mình ăn là mình ăn. Mọi người cứ tự nhiên đi, đừng có mắc cỡ gì hết. Trời ơi, mắc cỡ gì, chai hết trơn rồi, mắc cỡ gì nữa. Dạ, dạ, vô mời luôn. Ăn thử cái món này đi. Dạ. Cái này trúng trúng món này nấu rồi. Không biết ngon hay không, làm ăn miếng dưa leo là nó thấm nào biết à. Vậy là ngon hay không? Ngon. Vậy được. Đây cua nó còn chú lướt qua đây hồi nào, chú lướt qua đây hồi nào không bỏ tóc không ba. Cua này bự lắm á, con me cà bá lửa, không biết bự không mà nhìn cái càng biết à, nhìn cái càng kìa, trời, càng cà bá lửa luôn, vô luôn cái càng hình như nó bự hơn cái mặt tôi nữa quá trời, vô luôn sao, vô luôn đi, vô luôn đi, vô luôn đi, lúc này nó không trả ra được, ừ, tay ông đụng vô rồi, tay đã bốc rồi. Để sát cái màn hình đó là cái càng nó bự hơn các bạn. Càng bự hơn. Đúng rồi. Phải không? Thôi vô. 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 2 3 vô. Tính là ăn cơm á mà
anh em gặp nhau vui quá cũng phải lai ra. Giang không có ăn cá gì vậy? Mẹ thử cá cho mẹ. Có mà, xong gấp cho miếng khẩu trang à. Quên hả? Người lớn nhất ở đây. Nó quên, nó còn chủ nhà mà nó quên. Quá rồi quên. Cái gì? Cái đó để cho chị Sáu. Cái này làm gì ngon lắm á. Dạ. Hồi nãy bắt chuột nhiều không chú hả? Bắt chuột nhiều không? Cả 5 ký á. Thấy ghê hồn chậm vậy. Mang ra được 5 ký nha. 5 ký chuột làm rồi hả? Đúng rồi. À, vậy là chuột sống cả chục ký. Bây giờ ý một con ta nè. Vô làm ha, có 2 tăng không? Trong. Cái đám cuối cùng mà. Tiếc ghê, còn miếng nhỏ nữa mà tối hù rồi không có được bắt. Hai chó nó hay quá trời. Có ai? Không ai được đây. Con dạ con dạ 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 chó vậy biết 8 chín tiếng nó giặt rồi nhưng cái đó mình không à, đắp cái đầu không á, đắp ngày đầu nó táp luôn, nó nhả ra nè chứ không táp ngày đầu nhả ra ngày đầu, cái đầu táp giờ là nó táp giờ phải không, là ổng đi te te lại ha, là nó nhả bây giờ nó lộn tới tiếp tục không ông anh tiêu chạy ngồi đi chứ chạy đi mập mà chạy theo ý nhớ ngừng lại mập ngừng lại về đây cái đầu lại coi là trời tối nó khô ông tiêu ấy ăn chỗ tiêu cái gì ra ông mà có đỏ chiều đủ nơi nhà đủ dữ lắm khô. Rồi vô cả nhà. Vô. Hoành vô đi. 1 2 3 vô. Cái đèn của chị nó bự năm rồi, nó giận nó mấy năm năm. Nó giận nó tơi ha. Nó ngẫu nha. Cái hơi chó mà chuột nó. Lại gần chuột vậy hả? Khôn lắm. Mình cũng vậy, mình la cái vô cũng chạy bán gốc luôn á. Gấp ăn đi lại. Cái này con. Có cỡ. Nhà mình cứ tự nhiên đi được cỡ. Đột không? Bữa nay đúng giờ là nó đột mập. Cái này tự nó chết luôn. Cái thứ đó là mà đột mập hoài luôn. Nước chớm là mà lọc qua nước biêu nó đụng như ấm à. Mùa nước nổi lên lên rồi. Không thấy cà nữa. Không thấy cái gò cũ của mình là đó. Của mình mà phải không? Cái bờ mình phải không? Nói đơn giản ngay đầu đất mình là của mình, không có ai chen vô đó được trơn á, mà bò của người ta không phải của mình. Nhưng mà mấy con cốt mà nó chết là kiểu của mình có công chắc lắm rồi, để như là anh em hùng nhau chắc không, không 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 mời cả nhà ăn miếng cua nha. Không có ai chết được trơn mà đất của người ta mất từ nay chứ chuyện mất trời không. Bữa nay là ông Sáu với bà Sáu là xong kiếm hộp bích nha cả nhà. Khúc đầu là ông Sáu tính nướng cá rồi, nhưng mà khúc sau tại có Giang với lại Ba La Song rồi với Út đồ bàn giao lại. Sau sau mà hai vợ chồng không uống nhau cái ta. Thôi biết rồi. Sáu này là tính đi xong đêm đó. Bỏ mà chỗ này là đi dọc đường. Sáng đêm đi, trời mưa này sáng mới có nè. Bành bành luôn kìa. Không mà nhiều khi á, như vậy nè, không tạnh luôn mình đi mới được. Trời mưa này sáng mới có nè anh ơi. Mưa lâm râm. Mưa lâm râm. Tại vì chuột nó dạng. Không nhận bắp lon. Đó bắp chàng này sợ cái này nó ngon cực kỳ. Thấy rồi, giòn thấm hay vậy. Cái nước mua ra. Mới về đám dỗ bển bữa mùng 7 không? Bữa nay. Nhà hết nhà đi mà đều đi gắt quá gắt à. Đi hình sáng ở đây 7 giờ đi, đi về tới bển 9 giờ dữ à. Ăn uống gì? Ừ, ăn uống xong rồi cái quay trở lại đây liền. Nhà của nhà ông hai, nhà ông hai ở. Bình yêu ta. Vô. Vô. 1 2 3 vô. Lâu lâu em mới về nhà một lần. Đi tối nhà. À, gia đình ăn cứ tự nhiên cả như người trong nhà đi. Mọi đó. Rồi chứ thêm cái lá nghệ nhận đưa vô cái gì. Không, cái lá nghệ còn nhận nướng kiểu này nó thơm quá. Biết ai không? Biết ai cắt lá nghệ vô nướng không? Sớm chắc em hay gì vậy? Quên. Cái gì vậy? Cứu hồn mà tự nhiên cái giật giờ ai cũng vô dạnh chứ. Mình cái hàng cắt chơi. Đúng ra mình dùng cái đồ thiên nhiên này nó tốt hơn.
không chứ không phải đâu, tại cắt cái lá thôi, người nướng nó mới ngon. Phải rồi. Có nướng chưa ngon nữa, đâu bằng cái người mà lo than. Rồi đúng rồi. Củi lửa. Củi lửa. Ăn luôn đó. Là cái món nó mới ngon. Nói chung bây giờ ai cũng nướng nữa. Mày lá. Nhiều lá lắm mà. Ngự chút đi quê như vậy nó không tác ra thì nó mới ngon chứ bạn. Bây giờ cũng trễ rồi cả nhà. Bữa nay nhà thức trễ quá, 8:30 tối rồi. Với bạn đâu sàn nữa đâu. Không, để cho mọi người tiếp tục hưởng thức với lại lai ra nha. Hàng xin nó rút clip ở đây. Để cho bà xã Giang với mấy đứa nhỏ xuống hưởng thức luôn cả nhà. Nãy nước khăn cũng nhiều quá. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ nha. Hẹn gặp cả nhà vào các clip sau. Chào tạm biệt cả nhà. Bye cả nhà. Quá ngon cả nhà ơi. Anh.